chọn. Dạ, chiếc nhỏ vừa vừa thôi chứ không phải mua như bằng chiếc này. Chiếc này khoảng từ 2 triệu mấy 3 triệu thì mình mua chiếc khoảng chừng triệu ngoài trả lợi đặng mình vừa thôi, tại vì mình thuê ốc mình không có chở lúa chở thóc gì đâu mà nó nặng. Dạ. Giờ cần phải nó có cái trọng tải lớn. Dạ. Dạ, nói vậy đó cho nó rẻ tiền chút. Dạ. Nói chứ mình cô bác người ta đi nước ngoài người ta làm cũng cực khổ chứ đâu phải người ta ngồi không được. Dạ, Người ta chú làm suy nghĩ như mãi. vậy là chú biết suy nghĩ vậy là chú đúng rồi Dạ. đó. Người ta Có làm nghĩa mãi là tới cái giờ giấc hơn mình, đây mình thích làm không thích làm mình nghỉ không sao. đúng rồi, nước Còn ngoài người ngoài ta á làm là phải 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 làm xuyên suốt. nói cái chữ Việt kiều cho Dạ. sang chứ thật sự ra đó Người ta là cực cô hơn chú mình anh chị nữa. bên bển á, Dạ. người ta rất là thời gian rất là hiếm, Dạ dạ. không có dư thời gian như mình ở đây. Dạ. Nó nên mình khi mà mình có được món đồ đó, người ta từ bên nước ngoài người ta gửi, tôi quan tâm đến mình, người ta gửi cho Dạ. mình thì chú xài làm sao và nhận như thế nào thì nhớ cái ơn người đó như thế nào. Dạ. Tại vì cái mồ hôi nước mắt người ta làm ra chứ không phải tự nhiên người ta ra Dạ. quán cà phê ngồi đó cái có một cục tiền nhảy trước mặt đâu. Dạ. Chú hiểu không? Miền Chú Tây hiểu cái câu quê hương ai về ai nhớ ai thương, dừa hoa Long An chơ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước rạch miễu xây Dạ con chào ông. Cho con hỏi là ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông ạ? Năm nay xa 68 tuổi. Dạ. À, tên họ của ông là gì ông? Lê Văn Âu. Lê Văn Âu. Dạ. Thì cái hoàn cảnh của kế bên đây thì con ngày trước con đã quay rồi mà cũng có gửi biếu cho tặng cho cô chú hết 30 cái gạo rồi. Thì hôm nay có cái một cái chị ở bên Úc nhờ con đi khảo sát lại coi đúng như vậy thì chị giúp. Cho nên là con hôm nay vô gặp ông thì làm phiền ông chút xíu nha. Gia đình của ông hai miên rồi đó, Dạ. ông cũng khổ lắm, đi bắt ốc hái rau vậy thôi chứ Dạ. ngoài ra họ đâu có sự nghiệp gì, mà gia đình thì đông con cháu Dạ. đó, đẩy đám bơ đứa lận Dạ. á. Từ do đó nhà mấy chú đồ rồi cũng giúp đỡ cho gia đình ổng coi, Dạ, chứ có ông nghĩa cũng là khổ lắm. tại vì hôm qua hôm kia con có ghé đó thì con biết được ông là có ai cho đó một chiếc xuồng, là ông muốn là có tiền để giá chiếc xuồng đó lại để đi bắt ốc. Cái xuồng quẩy Dạ. Thứ đó. hai nữa là ông muốn chú đó muốn có cái một chiếc xe để đi mua ve chai đó. Thì hôm qua con có đăng clip lên đó thì cái chị bên Úc chị kêu con em vô trong đó gặp cái chú đó hỏi cái người xung quanh em đi khảo sát là có như thế nào. Thì hôm nay vô đang gặp ông á là Nhà số 574, còn nhà ổng ở đẳng số mấy không biết, chắc năm à, con nhớ nhớ hình như là 567 hay 76 gì đó. Dạ. thì năm thì 754, còn ở đẳng ít nữa à. dạ thì thì theo ông thì ông biết cái gia đình này như thế Mà nào? khổ cũng khổ lắm, khổ nào giờ. Dạ. Ở xã thì lâu lâu lắm á mới cho được sức, do Dạ. cũng sổ hộ nghèo Dạ. mà bây giờ đã lấy lại rồi. Dạ. ông Thì ông tên hai mươi ông hai mươi mày phải không? ông tên họ Dương gì đó, con có quay video đó rồi. Cũng là họ Dương. À, bả cũng là họ Dương luôn. Đó thì Người ở Sóc Trăng á, Dạ. ông này người dân tộc, Dạ. giờ ở Sóc Trăng lên đây cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Thì theo ông thì không biết gia đình này như thế nào? Gia đình này cũng khổ mà chí thú làm ăn lắm, nhưng mà không có vốn làm ăn Dạ. đó, nuôi gà nuôi vịt vậy, rồi có Dạ. nhiều khi chết, không đi làm thuê làm mướn, mà bây Dạ. giờ lớn tuổi rồi đâu có làm thuê, chỉ đi bắt ốc lộng vậy thôi á. Dạ. Thì con thấy là ở nhà có đứa cháu cũng lớn rồi mà cũng hầu như là có chồng gì đó. Con nó con nhỏ mới có bầu phải không? Dạ. Con nhỏ đó đẻ rồi, mới đẻ nè. Mới đẻ luôn. Mới đẻ rồi. Hôm qua hôm kia con vô còn thấy mà. Bữa nay đẻ rồi, ông đang đóng miếng vạc á, Dạ. đặng cho nó rước nó về, nó ở bệnh viện lắm. Dạ. Ồ mà nhanh vậy, con mới thấy là cách đây mới một ngày hai ngày Đó, bây vô giờ có là đẻ chiều rồi. chiều nay em ơi chở về nè. Dạ. Thì ông cho con hỏi là theo như cái hoàn cảnh này mình nên giúp ông ha. Nên giúp ổng đi, ổng Dạ. cũng không có nhậu nhẹt, không có chơi bời á, Dạ. bây giờ nghèo lo tối ngày lo làm ăn không à, Dạ. chứ không có mà kiểu dạng không có đi chơi với ai được, Dạ. vì không có tiền mà đi rồi. Dạ. Thậm chí là cà phê cà pháo gì ổng đâu có tiền,
tiền đâu mà ổng muốn. Dạ. Đó. Mình ở đây mấy chục năm nay mình biết ổng đó là ổng khổ từ đó tới giờ. Dạ. Giả để như chiều vậy, ổng đi bắt ốc được giả để 10 kg, 1 kg 6 ngàn, 10 kg 60 ngàn. Dạ. Về ổng mua gạo thóc rồi. Này kia cái nọ còn như chút đỉnh giả để 5 ngàn hay 3 ngàn rồi đó ổng mua. Dạ. Mà bạn thấy ông đang làm nghề gì đây? Trời ơi, làm đồ chế mấy cái xe cho cháu nội nó chạy. Chứ không phải làm cho người ta ha ông? Không. Con thấy có máy khoan rồi, tưởng nó là ông sửa đồ vậy á. Có làm, bị tôi hồi đó tôi làm điện nước. Dạ. Rồi bây giờ nghỉ hưu rồi. Rồi dạ, mà con thấy cái chân ông bị sao vậy? Cháy hồi nhỏ. Bị cháy sao ông? Cháy nè. Cháy hồi nhỏ lắm. À. Rồi lớn là đang đi học nghề. À, cái móng nó nằm đây luôn hả chú? Bàn cái nè. Hồi nãy ra nó cháy hồi xưa đó. Năm ngàn. Có nghĩa nói lại đây là cái móng chân nè. À, cái ngón cái. Dạ. Nó cháy nó dính lên đó luôn. Tao cũng có khổ vô cùng. Rồi 4 năm thằng con trai. Dạ. Con gái. Rồi bây giờ nghỉ hưu rồi. Đó vậy đó, ai đem đồ lại rồi sửa quạt máy rồi vậy đó thôi. Dạ. Ba thợ để sửa quạt máy này kia nọ. Dạ. Mình lớn tuổi rồi. Mình ở nhà làm chứ đi làm vòng vòng là không được. Dạ. Phải mang xôi rồi kia cái nọ không. Dạ. Nó kém. Dạ, vậy thôi. Dạ. Con cảm ơn ông, con chúc ông sức khỏe nha. Rồi. Dạ, tại vì con cũng muốn giúp cho đúng người. Rồi, đúng cái người đang cần. Đó, người đó là nên giúp đó. Dạ. Ta đang cần. Dạ. Rồi, cái nhà đó em thấy cái nhà ông đó. Mình ổng á đi bắt ốc hái rau á, giả để đi bắt được về bán 300-400 thì giữ lại 200 mua sắt. Dạ. Xi măng đổ lần được cái cột đó chứ. Nguyên cái nhà đó ông ơi. Trời. Hay mày, vậy. Mày giờ ông coi. Dạ. Tao còn mà làm mà tao còn phải mướn người ổng không có. Dạ. À. Hay á. Đó là món gì vậy mà cắt được cái nhà là hay á. Có cái nhà đó. Trời đó. Hồi đó mày. Hồi đó 10 năm, 10 mấy năm về trước á. Mày lại coi. Ở cái máy sạch sẽ. Dạ. Máy này của tao thì còn ngon hơn á, còn ổng mà đông ngạt luôn á. Dạ. Ở xã bắt đầu ổng lại đây hồi đó chưa phân làm. Dạ. Ổng ở rồi là kiểu như ổng giữ đất là người ta cắt luôn cho ổng luôn. Dạ. Đâu có đuổi ổng nữa. Dạ. Ổng từ ở dưới Sóc Trăng á, ổng đi lên đây á. Dạ. Thời bao cách bằng á. Dạ. Bây giờ là 30-40 năm rồi đó ông ơi. Dạ. 30 năm rồi đó. Sống ở đây không á. Dạ. Thì thôi con chúc ông sức khỏe. Hồi đó ông còn mạnh giỏi ra. Dạ. Ông có chiếc xe, ông chở bả và ông đi móc lúa. Dạ. Móc lúa không à. Hồi nào giờ ông có làm lúa là mộng. Dạ. Rồi làm mướn người ta cũng làm không được. Dạ. Vậy con cảm ơn ông nhiều lắm nha. Đã cho con biết cái hoàn cảnh của cô chú này. Dạ. Thì con cũng chúc ông sức khỏe. Dạ. Dạ ông nha. Dạ. Con chào ông. Dạ. Cũng lo túi nấy mà thấy ông con ổng đứa nào như thế đấy. Dạ. Ông đứa nào được phát triển hơn gì hết. Dạ. Cái khổ nó cái đeo trên lưng một đống luôn. Có nghĩa là hôm qua bữa hổm con quay đó thì phát hiện cũng như là thấy tội lắm. Rồi con cũng có biếu cho chú với cô chú là 30 kg rạo rồi. Thì con đăng cái video lên thì cái chị bên Úc á, chị nói là em đi vô coi là cái tình hình cái gia đình đó như thế nào. Nếu mà ok thì chị muốn giúp cho chú đó, cho nên là không muốn hỏi người lân cận nhà của chú. Nhưng mà muốn giúp ổng bằng cách nào? Có nghĩa là chú đang có một cái xuồng ai cho đó là chú muốn giá lại cái xuồng đó nó canh bệnh thì để con nói hết cho cô nghe là có nghĩa là cô chú muốn sửa giá xuồng lại đi bắt ốc. Cái thứ hai nữa là chú có một ước mơ là đóng một chiếc xe kéo để gắn lên xe là đi mua dây chai. Cô hiểu con nói không? Là ổng ý của chú ước mơ là hai cái món đó là được có cái xe để đi mua dây chai hàng ngày để kiếm sống và chiếc xuồng để đi bắt ốc ban đêm đó. Theo cô nhận định thì những người cô là người địa phương ở đây thì cô biết rành hơn con nhiều. Ví dụ mà đi mua bán thì dạ. Tôi không muốn rành cái máy. Dạ. Nhưng mà ổng bắt ốc là thường thị, nhờ tôi thấy ổng con ổng cũng bắt ốc mà ổng cũng bắt ốc mà thấy ổng lội dưới sông. Dạ. Mình mà ổng lội dưới sông. Ổng bệnh gì chưa?
ông bị ho. Dạ. Ông ho với hôm trước là người ta khám ông bị cái gì tim á, nhà máu cả tim mà nó nhiều. Dạ. Đến giờ ông chết ngoài Bình Dương. Dạ. Xém chết ngoài Bình Dương. Xém chết ngoài Bình Dương. Dạ. À, cho cô cho hỏi là tên họ có là gì cô ha? Tôi hả? Dạ. Tôi Lê Thị Nga. Lê Thị Nga, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay là 63. À, cô không làm công việc gì hả? Không, con nuôi. Dạ, thì cũng có phước đó. Vậy là tính ra cô có phước. Thì tại vì con vừa đăng cái video được rồi á, thì buổi tối con đăng, thì buổi sáng là chỉ gọi cho con ngay. Cái chị bên Úc á, chỉ gọi cho con. Thì đó là em đi vô đó, em coi lại cái hoàn cảnh của chú đó lại, và hỏi những người là xung quanh cách xa xa nhà chú, mà em thấy cách xa xa thì không có nhà đó, cho nên là con nhờ cái ông bên kia. Con mới vừa nói chuyện xong thì ông cũng thành thật nói chuyện cho con nghe là trước đây là chú cái nhà cũng đập sập lắm, làm được bao nhiêu cái chích lại rồi cái từ từ đổ nóng đổ nền. Không phải đâu, ổng mới đổ nóng đổ nền đây nè, là ổng ngót thì chút đổ nóng đổ nền. Dạ. Nhưng mà cái nhà đó là ngày xưa là nhà nước giúp cho ổng cất lên. Dạ. Chứ ổng phải là ổng có khả năng để cất. Dạ. Cất mấy lần mà sập lên sập xuống. Có nghĩa là ông bên đây nói là để dành được một ít nào đó rồi mới cắt được cái nóng, để chứ rồi mới không có cắt được cái nhà, thì hội nhà nước mới hỗ trợ cắt cho cái nhà. Nhà nước bên từ thiện mà kiểu cắt ở trên không gì nè. Dạ. Nóng thì mình chịu, ở đây tôi cũng cắt đó. Dạ. Nơi đó cái bản đó. Dạ. Đó rồi. Đúng rồi, giống giống như cái bản luôn đó. Nhưng mà nhà nước cắt cho có bề ngang gì là có mấy mét à, 4 mét hay 5 mét gì. Dạ, vô rồi. Trong thì có 8 mét à, chứ không phải bự gì. Bự này là mình gia chuyện ngoài vô cách á. Dạ. Chứ không phải là cho cái nhà mình kia đâu nha. Dạ. Cái thì... bên nếu mà cho người ta cho thẳng á, Úc Minh nhà bến á. Dạ. Mệt có là cất bao nhiêu á. Nhưng dạ. Mà ở dưới nền là mình phải lo chân lo cẳng, người ta chỉ chán trên thôi. Dạ. Mà chính ra là tính ra là bao mấy triệu gì đó. Dạ. Ở đây một hàng này là đều nhà nước cho hết. À, cô cho con hỏi là bây giờ chú đang có hai cái ước mơ như vậy, thì theo cô thì cô nên giúp cái nào hơn? Một là chiếc xe để mua dây chai, hai là giá chiếc xuồng. Tôi có ý kiến gì nè, nếu có cho thì cho ổng chiếc xuồng đi. Chiếc xuồng đó ông kia ổng bán 35.000 triệu mấy vậy đó, mà bà này bà xài đã là banh chê rồi. Dạ. Rồi á, bây giờ á, bọc cao su mới đi được, ổng bọc cao su thì nó lỏng. Dạ đúng. Tại vì á, nếu có giúp ổng thì cho ổng chiếc xuồng của người ta bơi bằng mũ bằng BK đó. Cái đó là bao nhiêu cô? Có 2-3 triệu gì đó hả? Dạ. Đó, như hôm trước á, cái bà kia bà cũng có chiếc xuồng đó, mà nói tôi mua 2.5 triệu là xuồng mới đó nha. Dạ. Còn chiếc xuồng này trời đất ơi, kéo lên trồng hành nó còn lủng. Dạ. Bọc cao su không hả? Vậy thì con sẽ ra một cái hai chọn lựa cho họ lựa. Một thì, là giúp cho họ một chiếc xe mua về chai. Hai là giúp cho cái xuồng mới. Nó chỉ có hai cách thôi. Thì muốn giúp cái nào thì giúp á, tôi không có ý kiến. Dạ. Nhưng mà chị mua bán hồi nãy giờ tôi chưa thấy ông mua bán. Ông chỉ bắt cá, bắt ốc này kia nọ không hả? Mua bán thì làm chưa. Nhưng mà bả thì biết mua bán, còn không thấy ông mua bán. Dạ. Thì nếu mà con có cho chiếc xe để mua bán đi nữa thì cũng phải con cũng phải đi theo dõi thôi. Như con có phải theo dõi, cái nghĩa là bây giờ cho họ rồi thì 10 bữa nửa tháng con ghé lần 10 bữa nửa tháng con ghé đúng chừng nào nửa năm đến năm. Nếu cái có thiện chí làm ăn thì làm tiếp, giúp tiếp. Cái đó thì tôi mua bán thì tôi không biết, nhưng mà tôi cũng không qua nhà ổng thường. Dạ. Tôi không qua nhà ổng, con cái lóc nhóc leo nhiêu đùm leo tùm lum. Dạ. À, thôi vậy cô cho con ra cảm ơn và con chúc cô sức khỏe nha. Dạ con chào. Dạ. Cô chú. Ê, con chào chú. Dạ. Ở sáng nay con cũng có nhận được cái điện thoại của cái chị bên Úc á. Dạ. Là chị hôm trước biếu chú 30 cái gạo á. Dạ. Thì chị hỏi chú là
cái chiếc xuồng đó bây giờ nó cũ, nó nát hết rồi. Thì giờ chú muốn sửa hoặc là mua cái mới. Cái thứ hai, để con hết cho chú nghe. Dạ, dạ. Cái thứ hai nữa là chú nói có một cái là gắp một chiếc xe để chú mua dây chai. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Thì chị nói con là trong hai chọn một. Dạ. Có nghĩa là một là chọn xuồng. Dạ. Hai là chọn xe. Dạ. Để chiếc xe chú đi bán đó. Dạ, dạ. Chú nói thì chú phát âm lớn lớn con tí. Dạ. Thì nói chung là cái xuồng cũng được mà chiếc xe không được. Nếu cái xuồng không, thì mình chú không nói gì được đi. Có nghĩa là chú phải suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Là nên xài xuồng. Yeah. Hay là mình có chiếc xe. Bởi vì con nghĩ á, là nếu mình có chiếc xuồng. Yeah. Thì chú lại bắt cá, bắt ếch, bắt cái kia nọ. Thì con bản thân con làm từ thiện. Yeah. Mà giờ con giúp tay cho chú, mất công con đi chú đi giết cá, giết ốc, giết nào nữa. Thì cũng như cũng không có từ thiện được. Yeah. Đúng không? Thì chỉ có là thì con nói như vậy thôi. Yeah. Chú vẫn chọn con đường của chú. Yeah, yeah. Chọn có hướng riêng đi của chú. Yeah. Có nghĩa là một là chú chọn cái xuồng. Yeah, yeah. Hai là chú chọn cái xe để đi mua bán dây chai. Thì cái việc bán dây chai đó thì chú có bán hay không. Yeah. Thì cái đó tự con sẽ theo dõi chú. Yeah, yeah. Chứ nó giao tiền cho chú để xe thì con không giao. Dạ, dạ. Con nói trước không. Dạ. Có giao, có nghĩa là chú đi mua sắt gì là coi chú con đi với chú. Dạ. Con là người trả tiền. Dạ, dạ. Rồi chỉ việc là làm đúng như những gì mình đang nói thì con sẽ giúp cho chú. Dạ. Còn nếu mà chú chọn xuồng thì con sẽ mua chiếc xuồng mới cho chú. Dạ. Thôi bây giờ tôi cũng như mà chú mới gặp tôi lần đầu đó, chú nói trời ơi chú biết cái này nó bệnh không, tại vì là mấy cái vỏ chai thuốc sâu á. Dạ. Thì đồng ý là bệnh, nhưng mà tại vì cái số mình đã nghèo, mình không nghĩ tới là cái bệnh hay là cái gì. Miễn sao mình làm cái chuyện lương thiện, mình làm ăn để có đồng tiền để mình sống thôi. Dạ. Còn cái chuyện bệnh thì cái chuyện đó bỏ ngoài tai rồi, không nghĩ tới. Dạ. Trừ ra trường hợp mình điên tội trộm cắp ra, mình không làm được cái vấn đề đó. Dạ. Còn cái gì mình làm lương thiện được thì mình cứ làm, còn cái chuyện bệnh thì mình không nghĩ tới được. Thì cho nên bây giờ chú thì tôi biết chú làm bên lương thiện thì chú cũng không muốn tôi đi sát sanh. Dạ. Nhưng mà chú giúp tôi thì tôi làm gì, là miễn có cái đồng tiền chú sống thì đó là chuyện của tôi, nó xin lỗi trước. Dạ. Phải không? Thì cho nên thôi để chọn cái xuồng mình làm cái nhiều cái phương tiện hơn, vừa giật ốc vừa kiếm cá, kiếm dân câu dân lưới thì nó được nhiều hơn. Dạ, nó nhiều cái có nghĩa là có nghĩa là sáng nay con nhận được điện thoại đó của. Dạ, chị. Dạ. Gọi cho con là chị bảo con là vô hỏi chú lại. Dạ, dạ. Và cho thời gian chú suy nghĩ quyết định cho kỹ. Yeah. Và giúp chú một lần, chứ không cho cơ hội là ai cũng vậy hết. Yeah, yeah, cũng cho. Yeah. Một lần cơ hội. Yeah. Chú nắm bắt được cơ hội hay không là do thân chú. Yeah, yeah. Chứ con không ép chú là phải theo lời của con. Yeah, hay. Yeah. Hoặc là theo lời của. Yeah. của ai khác. Yeah. Đó thì chị đó là mạnh thường quân của con, thì chị cũng kêu là sáng nay là chị mới gọi cho con sớm lắm. Yeah. Thì kêu con là vô gặp chú. Yeah. Cô chú lại thì coi như thế nào. Yeah. Mà đưa ra quyết định thì chị sẽ giúp cho chú. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Chứ còn nếu mà đóng cái chiếc xe á thì làm được rồi, nhưng mà thay vì chiếc xe bây giờ thì mình tham gia giao thông nó cũng hơi khó lắm. Xe ba rác thà là tôi đi chiếc xe cùn tôi hoặc xe đạp vậy mà tôi cũng đi làm cũng được nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chiếc xuồng tôi để xong, khi nào tôi cần thiết tôi làm vấn đề cá mắm hay là soi ốc cho gì thì tôi có xuồng. Dạ. Còn dạng mà đi trên bờ thì tôi cũng có xe đạp, có xe gắn máy cùn nó có, thì chú thấy rồi đó. Dạ. Thì tôi làm được. Còn nếu như cái kiểu như đóng cái chiếc xe ba gác thì mình chạy tham gia giao thông đường xa nó cũng hơi khó lắm. Cái lực lượng giao thông bây giờ cũng phải như trước đâu. Thì cái này là chú, tại vì do nơi chú nghĩ ra và nói ra thì con có ghi hình lại bây giờ như thế nào thì chú nói như thế nào thì nó y như vậy. Dạ, nên. Dạ. Là cái mạnh thường quân của con nói là hỏi chú lại. Dạ, dạ. Quyết định như thế nào. Yeah. Để còn biết mà giờ giúp cho chú. Yeah. Nếu được chiếc xuồng thì cũng mừng rồi, có cái chân đặng mà mình làm ăn như để dưới sông dưới nước nó cũng dễ hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đây là một cái
ngõ ý của mạnh thường quân con thôi. Dạ, dạ. Nên là con cũng phải chức thời gian để vô gặp chú coi như thế nào. Dạ, dạ. Rồi mới đưa ra quyết định. Dạ. Tại bởi vì cái thấy chiếc xuồng mà hôm trước chú đưa chân coi đó. Dạ. Thì con thấy dáng nó bung hết rồi. Thì cũng của người ta cho. Thì của người ta đã xài bấy nhảy hết rồi, người ta đưa cho mình thì lúc đó là nó đâu còn xài được nữa. Dạ. Cho nên mình chế biến là mình xài thôi chứ đâu ai còn xài cái xuồng mã nát vậy, đâu ai còn xài. Yeah. Thì mình đã không có thì người ta cho thì mình mới xài thôi. Yeah. Nên là cô chú phải giá lại á thì xài không hợp, chỉ nên theo cô được nghĩ á thì giá lại nó không xài được bao lâu nữa, nó lại bể hư nữa. Yeah. Thì lúc đó con đâu gặp chú nữa đâu mà thấy được. Yeah. Đó nên á thì con làm là con làm cái thiện nguyện. Yeah. Nó tắt dùm con cái máy chứ. Cái lan nó nhìn cái. Lan ơi, tắt cái máy lan ơi. Lan ơi. Bà đi chỉnh chứ nó không nghe. Cái gì giận mình nghèo mà chú ơi. Sang. Tắt cái máy. Như mình nghèo mà thì bây giờ thì không nghĩ tới cái chuyện sát sanh hay hoặc là thì con nói chú như đau này. Ốm gì chứ cái gì miễn có đồng tiền sống thì mình làm cái chuyện lương thiện thôi, cái việc chú chọn. Dạ. Là chú chọn. Dạ. Chứ con không ép chú là bắt buộc phải chú phải mua cối xe. Dạ, dạ. Bây giờ cũng không ép buộc chú phải có chiếc xuồng. Dạ. Đó là một cái ước mơ của chú nói ra ngày hôm trước chú đi. Dạ, trước á. Dạ. Thì cái đó là theo như cái lời chú nói. Yeah. Thì chú muốn chọn cái nào là chú chọn. Yeah, cho yeah. Nên là con mới nhận lời của chị vô đây gặp chú lại. Yeah. Và con cũng muốn quay lại chiếc xuồng cho chị coi. Yeah. Để chiếc xuồng nó bởi vì nó bể nát hết rồi. Yeah. Đó cho nên là nếu mà bây giờ cho chú tiền, tặng chú tiền để giá lại đó. Yeah. Thì nó cũng vậy thôi. Rồi xài 2-3 tháng nó lại bể hư nữa. Yeah. Nó bể hư nữa thì lúc đó thì chứ đâu có cái gì đâu mà để làm nữa. Đó rồi lại không có tiền làm nữa. Yeah. Đó nên là chú chọn về chỗ của chú, con gặp chú có duyên á thì con nói chú là nên suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Một cái cơ hội đến với mình. Yeah, yeah. Thì chú nắm bắt cơ hội đó. Chứ con không ép chú là phải làm như theo ý con hay là làm theo ý của chị bên kia. Yeah, hay là yeah. Làm ý thế của người này hay ý của người kia. Yeah. Đó là tự chú được quyết định. Thì giờ chiếc xuồng với chiếc xe thì chú thấy chiếc xuồng nó tiện nhiều hơn. Còn chiếc xe thì mình làm thì làm được cái dạng trên bờ thôi. Nhưng mà nhiều khi mình đi gặp những đề mấy chú giao thông thì nó cũng hơi khó khăn. Bây giờ vẫn nói chú vậy nè. Bây giờ chú dẫn con qua lại chiếc xuồng. Con. Yeah. Muốn cho chị thấy là chiếc xuồng nó đã bể hết rồi. Mà giá lại nó cũng xài 1-2 tháng nó cũng lại bể. Yeah. Tiếp. Yeah. Đó thì thôi con mời chú đi vào bệnh coi. Mình tính là mình không tiền thì mình sửa lại cho nó rẻ chú ơi. Còn. Yeah. Nếu mua thì chắc cũng rẻ vậy, chắc cũng từ phải 3 triệu bạc. Thưa cô chú anh chị thì Sơn nói chuyện với chú là ngồi ở dưới nhà nên là không có lên trên. Bây giờ Sơn đi qua bên chỗ chiếc xuồng nha. Rồi mời cô chú anh chị theo Sơn với chú đi qua coi lại chiếc xuồng. Bởi vì Sơn thấy chiếc xuồng nó bể cũng khá nhiều rồi. Mà bây giờ sửa lại thì nó cũng được 1-2 tháng nữa thôi. Rồi nó lại hư tiếp. Ủa gà này có ai nuôi nhiều vậy chú? Ồ, vịt xiêm nữa kìa. Mấy chú vịt xiêm nữa nè. À, bên đây là vịt anh đào hay gì chú? Dạ, chiên thịt. Bây giờ nói vậy đó, mình tính sửa lại thì nó rẻ tiền. Nếu mua có nghĩa là con thấy nè. Chú thấy ở đằng sau vách đằng sau không? Dạ. Nó bung hết thấy chưa? Dạ dạ. Đó rồi chú thảy nguyên cục chai trên đó nữa kìa. Cục nó dán này con thấy là nó mục lắm rồi đó. Dạ. Cục xi măng ta chám lại đó. Đó rồi. Lủng. Thêm cái nữa vậy chú nhìn. Bây giờ nếu mà giờ chú giá lại á. Yeah. Thì chú xài cũng được một thời gian nữa thôi. Dạ. Chiếc xuồng giờ cặp dán cặp che gì vô rồi mũ miết gì. Thì của người ta cho có còn hơn không thì mình. Thì của người ta cho đương nhiên là mình không có là mình phải xài, nhưng có. Yeah. Nghĩa là
người ta cho mình đó là người ta đã xài bấy nhảy hết rồi. Yeah. Rồi bắt đầu tới mình mới bắt đầu tới mình xài nữa. Yeah. Thì cái độ tuổi thọ đâu còn nữa chú. Yeah. Người ta cho mình được có đang đi là nó cũng quý lắm rồi. Chứ mình không có mà. Thì bây giờ nó là chú suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Thì bây giờ chú nói vậy thì để con đưa cái video này cho chị xem rồi chị gửi cho bà con bao nhiêu thì con sẽ nói cho chú nghe. Dạ dạ. Và lúc đó thì con với chú đi mua. Dạ dạ. Thì với cái giá nó bao nhiêu thì con sẽ đi hỏi giá trước. Để cho chị ra quyết định như thế nào đó thì chị sẽ điện cho con hay. Dạ. Hai chú ha. Dạ dạ. Là chú chắc chắn là sẽ có chiếc xuồng mới. Yeah. Là để chú đi bắt ốc. Yeah. Bắt cua. Yeah. Đó thì tại con thấy chiếc xuồng này là bây giờ sửa lại thì nó phí quá, tiền quá. Nó nói không? Chú cầm những cái miếng đó mà lắc rồi đó. Yeah, nó mục nó đứt đinh hết rồi. Cầm nó rơ nè. Yeah. Nó cầm nó rơ nó lỏng nè. Nó mục nó đứt đinh hết rồi. Thì đó. Yeah. Nó thì chú nắm nha, chú nắm nhẹ giờ nó còn sụp 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 đó. Như gần ông già 90 tuổi vậy đó. Mà trước kia không có, tôi lội không mà người ta có, người ta cho mình được cái gì là quý rồi, khỏi lội rồi cũng quý lắm. Thì là con nói là đương nhiên là quý rồi, nhưng mà có nghĩa là bây giờ cái thời nó vô nước như này nè. Yeah. Thì khi mà chú bắt ốc lên để lên đó, thì nó càng nặng thì nó càng vô nước nhanh. Đó nên là con nói chú là chú phải suy nghĩ kỹ. Một là chọn xe, hai là chọn cái xuồng. Yeah. Đó thì bây giờ chú nói là lấy xuồng á thì để cái video này đưa cho chị coi và chị sẽ quyết định với chú. Yeah. Ha. Yeah. Đó thì con thấy cái xuồng này giờ sửa giờ cũng lại tốn tiền mà thêm không có mấy đâu hết á. Yeah. Nếu mình làm chiếc xe ba gác thì nó cũng không rẻ gì, nó cũng tương đương như cái xuồng, nhưng mà mình chỉ đi được trên bờ thôi. Thì tại vì con thấy cái xuồng á là nó. Yeah. Nó bể quá nát. Nên là con muốn cho chị coi lại. Yeah. Chứ để không á là nó cái xuồng bằng xuồng này á, có thể nó từ 2 triệu mấy 3 triệu, còn nếu như mua cái xuồng nhỏ vừa để mình đi soi thôi á, mình không có chở gì nặng á, thì nó còn rẻ tiền hơn, nó cũng đỡ chút. Thì gì... nhỏ hơn này. Mình đi soi ốc thôi, mình đâu có chuyên chở cái gì đâu. Thì cái đó chú không biết thì lúc mà ra ngoài á. Yeah. Lúc mà chị quyết định chị gửi cho chú á. Yeah. Thì con với chú đi ra đó hỏi mua thì cái. Yeah. cái chiếc mà vừa đủ của chú á. Yeah, yeah. Thì chọn. Yeah, chiếc nhỏ vừa thôi chứ không phải mua như bằng chiếc này thì khoảng từ 2 triệu mấy 3 triệu, thì mình mua chiếc khoảng chừng 1 triệu ngoài trả lợi đặng mình vừa thôi, tại vì mình soi ốc mình không có chở lúa chở thóc gì đâu mà nó nặng. Dạ. Yeah. Rồi cần phải nó có cái trọng tải lớn. Dạ. Yeah. Dạ, nói vậy đó cho nó rẻ tiền chút. Dạ. Yeah. Nói chứ mình cô bác người ta đi nước ngoài người ta làm cũng cực khổ chứ đâu phải người ta ngồi không được. Dạ, chú suy nghĩ như vậy là chú biết suy nghĩ vậy là chú đúng. Dạ. Rồi đó. Người ta làm nghĩa là cái giờ giấc hơn mình đây, mình thích làm không thích làm mình nghỉ không sao. Đúng rồi. Còn nước ngoài người ta làm là phải làm xuyên suốt. Nói cái chữ Việt kiều cho sang. Dạ. Chứ thật sự ra đó. Người ta là cực cô hơn chú mình anh chị bên bển á. Dạ. Người ta rất là thời gian rất là hiếm. Dạ dạ. Không có dư thời gian như mình ở đây. Dạ. Nó nên mình khi mà mình có được món đồ đó, người ta từ bên nước ngoài người ta gửi, tôi quan tâm đến mình, người ta gửi cho. Dạ. Mình thì chú xài làm sao và nhận như thế nào thì nhớ cái ơn người đó như thế nào. Dạ. Tại vì cái mồ hôi nước mắt người ta làm ra chứ. Yeah. Không phải tự nhiên người ta ra. Yeah. Quán cà phê ngồi đó cái con cục tiền nhảy trước mặt đâu. Yeah. Chú hiểu không? Yeah, yeah. Chú hiểu được cái câu là bên đó người ta đi làm cho lắm là chứ nói được gì là được rồi đó. Có nghĩa là người Việt Nam mình qua đó gọi là cái tự Việt kiều nói cho sang. Yeah. Chứ thật sự người ta cũng làm thấy. Có người chứ không phải là không đâu. Tưởng đâu qua bên Mỹ bên này bên kia sang đó là mặn người ta không dám nghĩ nữa, nếu nghĩ là mất việc. Còn mình đúng rồi. Mình hiểu. Ở đây mình ở nước mình muốn nghỉ muốn làm rồi đó, tự do rồi đó. Còn rồi, người ta đi ra nước ngoài người ta làm không dám nghỉ kìa. Dạ. Mà người ta dành dụm cái đồng tiền người ta cho mình phải tôn trọng. Dạ. Mình rồi. Phải rất biết ơn người ta chứ không phải nói là ngoài đâu phải mà là làm mà có đồng tiền gửi về cho mình đâu phải là chuyện dễ đâu. Dạ. Dạ. Vậy thì nói vậy thôi. Bởi ha vì, dạ dạ thì con cũng có ghi nhận chú rồi. Dạ dạ. Đó bởi thì, vì cho nên là tôi chú là đây là tôi phải nói là trước mắt là tôi nói cái xuồng cỡ này nó phải từ 2 triệu mấy 3 triệu, tôi nói cái vừa nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Để khỏi phải tốn cái tiền của nhiều của cô bác người ta có lòng để gửi cho mình. Dạ. Rồi vậy đi hai chú ha. Họ bà con gì đâu mà người ta thương mình đã gửi cho mình là quý dữ lắm rồi. Dạ.
Dạ. Để thôi đi ra đi chú. Để... Cho nên mình phải tôn trọng người ta mới được. Dạ. Thưa cô chú anh chị thì sau một hồi Sơn chia sẻ với chú là chú cũng muốn mua cái xuồng vừa đủ thôi chứ không cần phải mắc và cũng không cần phải lớn, bởi vì chú không có dàn tải gì hết, cũng không có chở lúa, không có chở gì nặng, chú chỉ chở ốc thôi. Thì Sơn muốn khảo sát lại như thế nào để cho Mạnh Thường Quân của Sơn nghiên cứu lại và quyết định như thế nào thì Sơn sẽ làm theo. Đó, giờ Sơn lên trên. Rồi, video của Sơn xin kết thúc ở đây. Cô chú anh chị xem nhà, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh để nhiều người biết hơn và giúp cho Sơn có động lực quay nhiều hoàn cảnh ở miền Tây hơn. Sơn cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và chị Quý. Sơn chân thành cảm ơn và chúc cô chú anh chị sức khỏe nha. Sơn bye bye.